Xin chào anh em, thì buổi ngày hôm nay mình xin được chia sẻ với anh em cách để chúng ta có thể vẽ được mây. Thì mây nó cũng giống như sóng nước hay là khối ấy, nó bổ sung cho chúng ta rất là nhiều những cái chi tiết để chúng ta có thể áp dụng vào trong cái hình xăm của mình. Thì để có một cái khối để có một cái mây đẹp ấy, thì chúng ta vẫn phải tuân theo một số cái quy tắc nhất định, và đánh bóng lên thì chúng ta phải tuân theo một số quy tắc nhất định thì mây chúng ta mới nổi mà có thể là dễ nhìn được. Thì đây mình sẽ lấy ví dụ cho anh em một số cái dạng mây mà mình thường hay vẽ trong hình xăm của mình. Thì đây là một hình xăm triệu vân này. Đó, đây là cái mây mình vẽ rất đơn giản thôi. Tuy nhiên anh em có thể thấy rằng là nó rất là tách biệt và nó rất là dễ nhìn đúng không? Nó rất là dễ nhìn và nó rất tách biệt với hình xăm của mình. Thì như những cái bài lần trước ý, thì mình đã hướng dẫn anh em rồi. Mình đã nói rất là nhiều rồi. Đối với những hình xăm đen trắng như này này thì cứ hình mà trắng thì nền phải đen. Mà hình mà đen ấy thì nền trắng. Tuy nếu có những chỗ mà hình cũng đen mà nền cũng đen ấy thì chúng ta sẽ cách ra một đường viền như thế này. Đó, áp dụng với những hình xăm đen trắng. Và cứ những cái gì ở gần chúng ta là như sao? Những cái mà ở bên trên ấy thì chúng ta sẽ đánh mờ, còn ở bên dưới thì chúng ta sẽ đánh đậm. Đó, ví dụ như lớp mây bên trên này chúng ta sẽ đánh mờ này, lớp bên dưới chúng ta đậm hơn một chút này, và cái lớp hạn bên trong nó che cái thân con rồng này thì chúng ta đánh thật đậm vào. Thật đậm có nghĩa là cái mây của chúng ta đang che khuất một phần con rồng ấy. Kiểu như là cái góc tối thì anh em đánh thật tối vào cho mình. Đó thì hình xăm chúng ta sẽ rất là dễ nhìn. Đó, đây này. Mình lấy ví dụ nhá. Ở ngoài này thì chúng mình sẽ đánh mờ mờ này. Cái lớp mây này bên ngoài cùng này, mình sẽ đánh mờ này. Bên trong sẽ đậm một chút này, và bên trong nữa này, thật đậm luôn này. Đó nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng nó từng lớp một. Lúc đó thì cái mây chúng ta sẽ rất là dày và nhìn nó sẽ rất là dễ nhìn. Đó. Như ở đây cũng vậy này anh em này. Đó, cứ bên ngoài này là nhạt nhất này. Xong lớp thứ hai đậm dần này, lớp thứ ba đậm hẳn này. À, hơi đậm một chút này. Và lớp mà nó che một con rồng này, anh thất đậm cho anh em nhé. Anh em đánh thất đậm cho mình nhé. Đó, anh em có thể thấy là con rồng nó chui vào mây này. Đoạn nó gần chui vào mây thì chúng ta đánh thật đen vào. Thật đen vào. Không đến mức phải đen hẳn nhưng mà nó phải thật đen vào. Làm sao nó nó tạo được cảm giác mà nó sẽ đổ một cái bóng tối lên cái thân con rồng ấy. Đó, sẽ nó tạo ra một cái ứng rất là đẹp. Đó, cái mây trong hình xăm nó cũng rất là quan trọng để chúng ta có thể thiết kế được một hình xăm mà chúng ta không bị gò bó quá nhiều cả. Như một hình xăm này vậy thôi. Hình xăm này là một hình xăm tả người này. Hình xăm truyền thống. Hình xăm truyền thống thì đây, mây mình có làm nó rất là mờ thôi. Rất là mờ. Mây thì thường thường anh em hãy lên làm mờ một chút. Và cái nền thì anh em đánh đậm lên một chút để cho nó nổi hẳn cái mây ra. Nó tách biệt hẳn so với cái mây. Thì lúc đó cái hình xăm ra rất là dễ nhìn. Rất là dễ nhìn. Đây, mình ví dụ đây. Cứ bên trên là nhạt và dưới là đậm dần và đến đậm hẳn. Đó là những hình xăm mình áp dụng cái khối mây vào. Ở đây cũng vậy này. Ở đây những cái mây này mây kiểu khác em nhé. Đó, ví dụ như mây ở đây cũng vậy. Đó. Mây sẽ khiến cái hình xăm của chúng ta nó nhẹ nhàng và nó có cái độ khối lỗi nó nhìn trông nó sẽ tách biệt, nó hay lắm nhá. Nhiều cái hay lắm. Thế còn đây là mây cái kiểu Nhật cổ này. Mây kiểu Nhật cổ cũng như vậy thôi. Cái mây này thì chúng ta sẽ đánh thật nhạt nhé. Thật nhạt thôi, còn cái lên này chúng ta đánh thật đậm để cho lội khối mây lên. Chứ anh em đừng bao giờ đánh một kiểu cứ hai tông cứ nhờ giống nhau, lên cũng một tông mà khối à mà mây cũng một tông ấy thì nó rất là khó nhìn luôn. Đó, thì đây cũng là một cái mây này. Mình đã nói với anh em rất là nhiều khi đặt mình xăm đen trắng nhá. Cái đoạn này này. Đoạn hình mà trắng thì cái lên chúng ta đánh thật đậm hẳn luôn. Đây mình đánh đậm hẳn luôn. Đó, để cho nó lội hẳn những cái vây lên. Đó, mây thì chúng ta muốn xếp lớp với nhau này thì cái lớp bên ngoài cùng này thì chúng ta sẽ đánh nó hơi mờ mờ một chút thôi. Cái điểm sát mây này mình sẽ đánh một đường viền nó hơi mờ mờ một chút này để làm sao để tạo cái khối cho mây ấy, để tạo cái độ dày cho mây ấy. Em cảm nhận cái mây nó dày hơn không? Dày hơn rồi. Rồi cái lớp bên dưới này chúng ta sẽ đánh đen này, đen hẳn này. Đấy, đen hẳn này, bên dưới này đen hẳn nữa luôn này. Đó thì chúng ta sẽ tạo một cái ứng là những cái tầng mây nó xếp chồng lên nhau. Nó che khuất đi, như tầng trên thì che khuất tầng dưới thì tầng dưới sẽ đậm hơn. Ở đây là một cái hình xăm mình thực hiện cách đây cũng hơn một năm rồi, ở cái quán cũ của mình. Đó, hình xăm tả đá thì trong một bài nào đấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em tả đá trực tiếp luôn, chứ thực ra mà để vẽ tả đá thì mình cảm thấy rất là khó nhé. Nhưng mà để xăm lên người luôn thì nó đơn giản thôi, nhìn thế này thôi, nó không có gì phức tạp đâu anh em ạ. Ở đây đấy là những cái hình xăm mà mình áp dụng mây. Anh em có thể xăm những cái mây nó đây, thì những mây nó khó như này này cũng rất là hay. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em ở một cái bài khác đi. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chỉ vẽ mây kiểu bình thường như kia thôi. Đó, còn đây là cây kiểu Nhật cổ này. Đó,
anh em nên nhớ là cứ mây 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 mờ mây mờ, và cái lề nó phải tách biệt, cái lề phải đậm, tách biệt hơn so với cái mây, áp dụng cho cả hình xăm truyền thống lẫn hình xăm nhật cổ. Những em xăm truyền thống là kiểu những hình xăm như thế này đó, này những hình xăm truyền thống này, nhật cổ thì chúng ta đã biết rồi, nhật cổ thì nó dạng như thế này đó. Tuy nhiên là muốn khối mấy này mây nó lội thì chúng ta cứ xăm nó đối xứng với nhau, khối mà đen thì mây nó trắng đó, và ngược lại. Hay là những hình xăm thế, hình xăm mà lền mà trắng thì hình mà đen thì lền trắng, mà hình mà trắng thì lền đen, mà hai cái nó cùng đen nữa thì khó nhìn lắm. Đó thì mây chúng ta sẽ vẽ như thế nào. Đây mình sẽ vẽ mấy kiểu mây kiểu kiểu bình thường đi, kiểu truyền thống chứ đi. Đó. Mây thì mây nó được áp dụng trong rất là nhiều chỗ, mà rất là nhiều lúc mình phải cần dùng đến mây đấy. Không nhất thiết là chúng ta lúc nào cũng phải dùng khối, dùng những các thứ mà nó nhiều khối quá thì chúng ta nhiều khi phải biến tấu một tí mây vào cho nó dễ nhìn hình xăm hơn. À, hình xăm dễ nhìn hơn. Đây, đây, mây thì chúng ta sẽ vẽ như này. Đầu tiên anh em. Đó. Vẽ hình như này. Mình nghĩ là mây thì nó rất là đơn giản để vẽ thôi. Đó, chưa? Rồi, tiếp tục một lần như này. Đó. Và một phát như thế này nữa. Đó. Như vậy chúng ta đã gần được một cái mây rồi. Đó, nhiều chỗ thì chúng ta có thể vẽ thêm một cái mây bên trong, cái mây dày dày một tí nữa cho nó nhìn trông cho nó cái mây nó dày hơn. Đó. Rất là nhiều kiểu mây. Đó. Như anh em cứ bảo mình là đánh bóng luôn, nhưng thực ra là mình rất là mình cảm giác mình hơi lười ấy. Lười đánh bóng. Đó. Đấy, anh em nhìn mây vậy thì cái lớp trên lớp dưới không, đây là lớp trên cùng nhá, lớp trên cùng này thì anh em sẽ vẽ sẽ đánh nó mờ mờ thôi, đánh nó mờ mờ này nhá, đánh thật mờ thôi, đánh thật mờ thôi rồi. Và đường viền thì anh em sẽ đánh một cái đường viền nó cũng hơi đậm hơn một chút so với cái nền ra, để cho tạo cho cái khối của mây chúng ta nó dày hơn. Đó, chúng ta sẽ đánh một đường viền như thế này. Nếu mà anh em cẩn thận hơn thì làm như vậy cho nó nhìn trông nó đẹp hơn, còn nếu mà anh em không muốn thì cũng thôi, không sao cả. Tạo một cái đường viền cảm giác cho mây chúng ta sẽ dày hơn một chút. Còn bên trong liền này chúng ta sẽ đánh mờ này, trong liền đánh mờ đó. Bên dưới này, cái lớp dưới này chúng ta sẽ đánh đậm hơn này, lớp dưới này chúng ta sẽ đánh đậm hơn, đậm hơn lớp bên trên, đậm hơn và đánh tràn ra viền, đậm hơn và nó phải tràn luôn ra cái chỗ viền này luôn này, không phải tràn ra đây. Viền chúng ta vẫn để một cái, nếu chúng ta đã làm bên trên nó dày hơn rồi thì làm cái kiểu mà để nó dày hơn thì bên dưới chúng ta cũng làm như vậy đó. Nhưng tuy nhiên chúng ta đánh đậm này, từ đậm ra nhạt này, nhạt dần ra ngoài này, nhạt dần này. Tuy nhiên cái mực nhạt anh em cho sát luôn vào đây cũng được, gần sát đây, còn chỗ này thì đậm hơn trong lên ăn đậm. Nói còn thật ra là mình cũng không biết diễn tả như thế nào anh em, không biết diễn tả nào cho nó dễ hiểu cả, khó ghê. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. À, chúng ta có cái mây rồi. Thôi, để mình vẽ xong một đoạn thôi, mình lại nói tiếp nhé.
Đó, khi chúng ta vẽ thuần thục mây rồi thì chúng ta có thể nhét rất là nhiều chỗ, và chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ không cần phải sử dụng quá nhiều khối cả. Một hình xăm mà nếu nhiều khối quá thì thật sự là nhìn nó cũng nhìn trông nó có vẻ hơi thô, nên là tùy chỗ mà chúng ta nhét những cái thứ mà cần thiết vào thì như thế nó sẽ hợp lý hơn. Thế nên mình xin nói lại một lần nữa, đó là như thế này. Thì chúng anh em chỉ cần hiểu một cái đơn giản như này, là cứ lớp trên của mây này nó sẽ mờ hơn, nó sẽ nhạt hơn so với lớp dưới của mây. Cứ lớp trên mây, ví dụ nó có mấy tầng ấy, thì cứ tầng trên cùng ấy, tầng mà chúng ta nhìn gần nhất ấy, thì nó sẽ là mờ hơn này. Đây nó sẽ mờ này, mờ này, mờ này, mờ này, chỗ này là mờ này, và bên dưới này tầng này là đậm này, tầng này sẽ đậm hơn này. Đấy, chúng ta cứ đánh đậm đậm này, đậm này, đậm đậm ra viền luôn này, đậm hẳn, đậm trong thì đậm trong mờ mờ ra viền nhá, đậm chỗ này, đậm này, chỗ này đậm này, chỗ này đậm này, xong ra chỗ này này chúng ta sẽ nhạt hơn này. Đó, ra bên ngoài sẽ nhạt hơn, chứ không phải là đậm tất nhá, không phải đậm tất cả cái mây nhá, mà trong này đậm này, và ra càng ra phía ngoài này thì chúng ta càng nhạt hơn này, nó nhạt hơn, ra phía ngoài nhạt hơn. Và cái đường viền này chúng ta sẽ làm một cái đoạn mà viền nó hơi mờ mờ, thì chúng ta đánh theo cái viền này nó hơi mờ mờ thì hơi nhờ mờ mờ đậm đậm một chút, à hơi đấy, nó phải nói như thế nào cho anh em dễ hiểu đấy, khó ghê để diễn tả nó hơi khó. Ví dụ là anh em ở đây thì trực tiếp đây khả năng mình nói thì anh em còn dễ hiểu, chứ qua cái này thì cũng khó, là khá là để khó để giải thích cho anh em. Thôi mình sẽ cố gắng để mình giải thích. Đó, trên này vậy này, chúng ta sẽ tạo một cái đường, chúng ta sẽ đánh một cái cái đoạn này anh em đánh kim khoảng 15 giờ mờ, anh em nghiêng kim, anh em chỉ lướt một đường như này, xong lướt này, đó nó sẽ tạo cho cái mây chúng ta một cái độ dày, một cái độ dày nhất định, và nhìn mây sẽ tạo thấy rất là dễ nhìn, rất dễ nhìn. Đấy, anh em nhá, cứ nhớ nhá, bên trên này nhạt này, xong bên dưới này, lớp dưới này đậm này, đậm này, đậm này, đây lớp dưới này đậm này. Đậm xong, đây đậm từ trong này đậm nhá, xong ra ngoài phải nhạt dần nhá, ra ngoài này là nó không bị gì che khuất nữa, nó sẽ nhạt dần một chút, và trong này thì nó bị cái tầng mây bên trên nó che khuất đấy, nó đậm, còn ra ngoài này sẽ phải nhạt nhạt một chút này, càng ra ngoài thì càng nhạt nhạt đi. Và bên diềm chúng ta lại làm một cái lớp này, một cái lớp để cho cái mây chúng ta dày hơn. Đó, bên này thì bên này chúng ta sẽ vẽ một cái mây nữa này. Tải cái này đi, này vẽ xấu ạ. Đấy, vẽ mây anh em đây. Kiểu từ đầu tiên mình cứ phát thảo như này thôi, những cái đoạn này này. Mấy anh em mình muốn nhìn cho nó đẹp hơn một chút thì anh em làm một kiểu như này. Đó, cứ vào đây cái nhá. Nhấn một cái đây này. Xong đi ra này. Đó, đây chúng ta sẽ được một tầng mây. Tiếp theo trong cái tầng mây này chúng ta có thể thêm một chút mây nhỏ trong này nữa cũng được. Đó. Đợt sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ kiểu khói để kết hợp mấy mây này nữa, thì trông nó sẽ nhìn sẽ ok hơn rất nhiều, vừa khói kết hợp mây. Đoạn này là hơi bị rối đây. Dối thật anh em. Đây. Làm lại.
vẽ lại đó, vẽ như mình quen tay có rất nhiều khi vẫn lại suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được cái quyết định cho nó sáng suốt, cho nó hợp lý. Vẽ cái này nó phải tuân theo một cái nguyên tắc nhất định này ạ, chứ không phải mình vẽ bừa bừa là này được đâu. Bừa bừa nó vẫn ra hình thôi nhưng mà nó sẽ không là đẹp. Đó, lần sau mình sẽ vẽ hướng dẫn anh em vẽ khói. Đó là một cái mây. Đó, anh em nhớ chưa? Đấy nha, nhạt nha. Hơi đậm chỗ này, hơi đậm một chút tại vì nó là dưới cái lớp mây trên này, chỗ này sẽ hơi đậm một chút này. Nhưng ra ngoài chúng ta sẽ nhạt dần, nhạt dần. Đó, chỗ này đậm này, đậm này, đậm để nó tách biệt, đậm hơn cái lớp bên trên nhá. Đấy nha, lớp bên trên này nhạt này. Lớp dưới đậm hơn này, còn lớp dưới cùng phải đậm hơn hẳn luôn. Đậm hơn hẳn, tuy nhiên là càng ra ngoài chúng ta sẽ càng nhạt hơn một xíu. Càng ra ngoài chúng ta sẽ càng nhạt hơn. Vẽ bằng cái bút chì này đâm ra nó khá là khó tô. Mà thôi, kệ nó. Đó. Đây cái lớp ngoài cùng này, thêm một cái lớp ấy nữa cho nó dễ nhìn. Đoạn này là hơi ấy rồi, hơi khó nhìn này. Đó, đây cái khói này, cái khói chúng ta đánh như thế. Nếu muốn cái khói trong mây này chúng ta muốn nó đậm hơn thì chúng ta lại muốn nó dày hơn thì chúng ta lại làm cái viền như cái viền mây này vào đây này. Đó, đó là một cách, còn có một cách nữa nhưng mà hôm nào mình sẽ nói sau. Chẳng nhẽ cho anh em xem luôn. Ừ, cho anh em xem luôn được mà. Đâu nhỉ? Cái khói nhỉ. Khói hình ở đây, đây. Đó, cái khói này như thế này này. Đó, cái khói này là như thế này. Đây là cái khói. Khói này thì chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta cứ đánh nền ngoài đen nhá, xong chỗ này là ví dụ đây là hình khói này. Như này rồi. Sau chúng ta sẽ thêm một cái tí hơi mờ theo cái đường viền của khói nhá thì sẽ khiến cái khói chúng ta nó dày hơn. Đây mình chỉ lười mình chỉ theo nhóm một đoạn thôi, anh em phải theo hết luôn cả chỗ này nữa thì khói nó sẽ dày. Dày nó đẹp hơn. Đó. Và như thế anh em nhá. Lên phải thật đen, khói để trắng. Và thêm một đoạn mờ ở viền nữa thì nó sẽ rất là dễ nhìn và khó chúng ta sẽ rất là dày, nhìn trông nó sẽ rất ok. Đó thì mây nó đây là một kiểu mây nó bình thường mà mình nghĩ là áp dụng được rất trong rất là nhiều hình xăm. Còn đây là cái khói này, khói thật ra thì vẽ cái khói này cũng khó phết anh em ạ, nhưng mà em cứ vẽ quen rồi thì khó đến mấy thì cũng chơi được hết. Đó, cái khói này nó cũng có từng tầng từng lớp một. Nếu ví dụ anh em muốn thêm một cái lớp khói nữa, thêm lớp khói nữa chúng ta lại vẽ thêm lớp khói nữa ở đây, lại thêm một lớp mây nữa này, xong thêm lớp khói đây nữa này. Đó, và lại áp dụng theo cái quy tắc bên trên, đó là cái lớp khói bên trên thì nhạt hơn và lớp khói bên dưới chúng ta sẽ làm đậm hơn và lèn phải thật đậm luôn. Lèn là cái phần lèn bên ngoài này nha. Đó, chỗ này đậm này, đậm này. Làm những hình đen trắng anh em lên làm thế, kể cả những hình màu cũng phải làm như vậy thì nó cũng rất là thì nó mới dễ nhìn. Tất nhiên là màu thì không cần phải làm như thế này, nó đã dễ nhìn rồi, nhưng mà làm được như thế này nữa thì nó lại càng dễ nhìn hơn. Đó, đây là lớp trên này, còn đây là lớp lèn này, ví dụ đây là lớp lèn nhé. Lèn đây thì chúng ta sẽ vẽ thật đậm luôn, đậm tô thật đậm ở cái lớp lèn này. Đó, đó, để lớp bên trong. Anh em thấy chưa? Nó sẽ tạo ra cái ứng nó từng tầng một, nó sẽ rất là dễ nhìn. Đó, ở đây là chúng ta đấy, cái mỗi tầng nó sẽ tách biệt với nhau. Ví dụ tầng này chúng em thích vẽ bông hoa, tầng này thì đây vẽ sát vào đây, cắt cái tầng trên nó, cắt cái bông hoa nó nằm giữa hai tầng ấy thì anh em sẽ tự biết là sẽ nhét bông hoa nó như nào. Đấy, ví dụ đây mình sẽ để bông hoa ở đây. Đó, một bông hoa chỗ này chẳng hạn, đấy nó bị chia cắt từ tầng trên tầng dưới này, mình sẽ tẩy bớt những cái chỗ không cần thiết bông hoa đi cho anh em dễ nhìn đấy. Đó, đây là một bông hoa này, ví dụ bông hoa bên tầng dưới này, ví dụ bông hoa bên dưới cái tầng này có một, bên dưới cái tầng này có một bông hoa nữa thì em lại vẽ sát vào đây và lại khi chuyển hoa ra mình vẽ cái lá đi cho nó dễ nhìn. Đó. Đó, nó có từng tầng một, anh em hãy chia từng tầng từng lớp một thì xong chúng ta sẽ rất là dễ nhìn.
Đó, và bên trên này cũng vậy này, bên trên này ví dụ em muốn tầng tầng nữa bên trên thì anh em lại ấy ra như này, lại vẽ gần sát ra như này. Rồi đó, những cái này thì mình nghĩ là anh em sẽ gặp rất là nhiều trong những hình xăm của chúng ta, trong những hình xăm anh em, những cái mẫu xăm của chúng ta là gần như là anh em áp dụng rất là nhiều. Rồi tầng này là mờ này. Đó, và tầng dưới này đậm này, đậm hẳn luôn. Mỗi tầng chúng ta sẽ ngăn cách bằng cách là đậm hoặc nhạt. Đấy, còn chỗ góc này, anh em để chỗ góc này nhá. Chỗ góc này nào. Chỗ góc này là bị cái đám mây bên trên nó che mưa mất đi, thì chúng ta sẽ đánh nó đậm toàn bộ luôn này. Không phải đậm toàn bộ mà là chúng ta đánh đè hết lên nhau, đậm luôn cả phát này cho nó che khuất đi, kiểu như một cái đoạn ý nó bị che khuất tối đi. Đó, thì chúng ta đánh đậm hẳn, đậm hẳn. Đó, che khuất luôn này, đây này. Thôi. Đây, mình đánh lại đi, nó đang nhớ tay nó bị mất rồi. Đấy, đậm hẳn này, nó che khuất này, đánh kim này. Anh em đánh vượt, vượt qua hết cả những hình bên dưới luôn nhé. Đánh tràn luôn, tràn lan luôn. Đó, nghĩa là cái hình, cái mây bên trên nó đang che khuất đi một phần mà cái đám khói bên dưới ấy. Nó che khuất một phần. Đó, nên là chúng ta sẽ đánh nó tràn ra một chút. Đó, chưa anh em. Đấy, đây là lệ này, đèn chúng ta đánh thật đậm này. Đèn thật đậm cho tách biệt với mây luôn. Đậm tách biệt với mây thì đó, cái mây chúng ta mới dễ nhìn. Chứ anh em mà đánh mà nhờ như nhau là nó sẽ rất khó nhìn. Đó, anh em nhìn rõ chưa? Khá là hay đúng không? Đó, trong mây này chúng ta có thể vẽ cái gì tùy ý chúng ta luôn. Mây này có thể vẽ bông hoa đấy. Mình lấy ví dụ dưới đây. Đấy, bông hoa này. Bông hoa anh em vẽ một lửa nhá, vì cái tầng bên trên này nó che khuất bông hoa rồi. Hãy nhìn nhớ thế, cứ bên trên là che khuất bên dưới. Nếu anh em vẽ bông hoa ở tầng dưới bên dưới, ở tầng bên dưới thì anh em cái đoạn đến cái đoạn tầng mây bên trên anh em phải cắt bông hoa đi. Đó. Phải cắt bông hoa đi. Tầng bên trên à, tầng bên dưới có thể là để lên tầng bên dưới nữa, nhưng tầng không thể để lên tầng bên trên anh em nhé. Đó, thêm hoa đấy cũng được này. Hay thêm bất kể một cái gì đấy mà anh em thích. Đó. Và cái nhớ một điều rằng là cứ tầng bên trên là nhạt và bên dưới là cứ đậm dần, đậm dần, đậm dần. Và những cái khóc khuất như thế này này thì chúng ta sẽ đánh nó tràn ra cả những cái tầng, hết cả tầng luôn. Tại vì nó che khuất lên hết cả tầng mà. Đó. Cứ tầng bên trên là đậm và bên dưới là nhạt dần, nhạt dần. Đó, anh em nhìn rõ chưa? Đây là một cái cách vẽ mây đơn giản nhất. Còn cái kiểu Nhật thì kiểu vẽ mây kiểu Nhật thì nó cũng gần giống như này thôi. Để mình vẽ qua một đoạn cho anh em xem. Đó, mây kiểu Nhật thì chúng ta sẽ vẽ như này. Mình đa số thì mình sẽ vẽ mây kiểu Nhật thì mình sẽ vẽ nó như thế này này. Đấy, vẽ như này nha. Cho anh em. Rồi. Rồi. Không được tròn lắm anh em nhỉ. Kiểu Nhật này mình muốn nó phải thật tròn tròn, tròn thế. Đó. Cái này là mình vẽ thêm này. Vẽ thêm mà đầm mây cho nó dậy mà thôi. Bỏ cái đấy đi. Không, cái đấy này làm anh em rối hơn. Đó, mây là mình sẽ vẽ mây kiểu này. Nhìn nó có vẻ hơi ngu anh em nhỉ. Không sao. Đấy, kiểu Nhật thì nó cũng giống cái kiểu như thế kia thôi. Nhưng mà chúng ta vẽ nó có vẻ là nó tròn. Và nó không, nó tròn trịa hơn. Nó tròn trịa hơn đấy thôi. Nó chỉ là cách nó tròn trịa hơn thôi. Đó, về còn về anh em sẽ tự tùy biến ra như nào là tùy anh em. Đấy, kiểu Nhật nó chỉ như thế này. Nó tròn trịa hơn. Nét vẽ nó tròn hơn.
Đó. Sẽ phải biến tấu ra một chút. Đó, như này này. Đó, lại như thế này. Không cong lắm đúng không? Đó. Thế mà nếu mà anh em thấy chỗ này nó trống quá thì bắt đầu lại làm kiểu như thế này. Cho nó khóa cái rồi khối nhật nữa là có thể đó là một cái mây nhật đơn rất đơn giản trong trong này đó mây trong này chúng ta có vẽ hoa vẽ các thứ thì cũng được ok vấn đề gì cả và cứ nhớ cho mình quy tắc là cứ mây nó nhạt và nền nó đậm và cứ tầng trên nhạt và tầng dưới cứ đậm dần thế thôi cái bài hôm nay mình chắc chỉ hướng dẫn đến vậy thôi. Lần sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ khói, vẽ các thứ, cái khói vẽ lửa, vẽ khói vẽ lửa ví dụ là chúng ta có một dòng lửa như thế này, như thế này. Lửa nó như thế này, nó bốc lên như thế này, như thế này. Đây, vẽ lại đi. Bốc lên như thế này này. Đó, lần sau thì mình sẽ vẽ hướng dẫn anh em vẽ lửa. Lửa thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nó cũng kiểu dạng như là khói với lại mây ấy, nó cũng rất là dễ để chúng ta có thể thực hiện. Rất dễ chúng ta có thể làm. Lửa nhé. Lần sau sẽ hướng dẫn anh vẽ lửa. Còn nay là kết thúc tại đây. Rồi, ok và xin chào, hẹn gặp lại anh em video lần sau. À, tới đây là mình đã đủ đồ để bán cho anh em rồi. Nên anh em có cần gì thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình. Còn máy xăm cũ thì bên mình lúc nào cũng có đủ cái loại máy luôn. Và mình cũng đang sản xuất một số chiếc máy riêng của mình và sử dụng những loại motor tốt nhất luôn anh em nhá. Motor tốt nhất. Không tin thì hôm nào mình sẽ tháo một số chiếc máy mà mình mua của những cái shop khác mình sẽ tháo ra và để cho anh xem được họ dùng motor như thế nào và mình sẽ dùng motor như thế nào. Rồi ok và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.